tất cả các ấy đều được tiêu diệt. Cái con người độc đáo, tất cả này có khi có, cái người không cái khi không, cái này không cái khi không, cái này diệt thì cái gì diệt, thì có không cũng có không chu kỳ, có không cũng khác nhau, mà sinh diệt cũng sinh diệt chu kỳ, sinh diệt khác nhau. Chúng ta muốn nhìn rõ là chúng ta nhìn cái thức thứ bảy, thứ sáu, năm thức đạo, thì tới cái thức thứ bảy là nó dính hai, nó vừa sinh diệt chu kỳ vừa sinh diệt khác nhau, khi trở ra thì nó chu kỳ mà trở vô thì nó khác nhau. Thành ra trong trong lần này mới nói thức thứ bảy là sinh diệt, sinh diệt, còn thức thứ sáu nhớ quên. Nên chúng ta phải hiểu, thành ra nhìn cái thức thứ bảy chúng ta lặng lẽ tập trung vào trong đó, chúng ta thấy là độc đáo của thức thứ bảy, nó bao gồm cả hai cái sinh diệt. Thành ra trong kinh thì nói vậy thôi, mà nói vậy mà biết giải thích thì sao? Thành ra phải giải thích ba cái, thầy ba cái như tôi đề nghị hồi nãy. Tiếp theo là một tri kiến thoáng qua về cái đối nghịch với các pháp gì được khởi lên, và đó là thấy được sự vô vi bất tử. Mà chúng ta thấy, nếu mà chúng ta thấy được cái sinh diệt chu kỳ đó, thì chúng ta thấy bằng tư tưởng dễ thôi. Trường học dạy chúng ta như thế này, những cái mà kêu bằng tổng hợp phân tích, cái tổng hợp phân tích rằng chúng ta thấy các cái gì cũng là rác thôi, thì cái này người thường thường cũng có thể học, có thể suy nghĩ được. Nhưng mà có nhiều người không biết cái này, do cái nhà là cố định trường tồn, lo cha mẹ vợ của mình, chồng của mình là trường tồn sống với mình. Đột xuất một cái chết một cái là mình khóc, mình dập mặt dập mày, cái sưng mắt tóc bù bất rối, là có người tưởng là cuộc đời là có mà thật. Thành ra học thì chúng ta phải đi vào đó, chúng ta phải quán quại. Chứ chưa Phật tử đây cũng chưa chắc đây, cái bữa nào thì mẹ chết hay là con mình chết, cái khóc bù đồng và mình thiếu sự quán. Hãy con mình nó sống như mình phải biết nó sẽ chết, mẹ con sẽ chia ly không biết ngày nào, hoặc mình chết trước nó hoặc nó chết trước mình. Đừng có nghĩ rằng mình mẹ nó mình phải chết trước, chưa chắc. Có khi lá còn lá úa mà lá xanh đã rụng rồi, cái đó không ai biết được. Vấn đề vô thường là vấn đề nó chúng ta không hiểu được, nó thuộc về cái nghiệp lực của từng chúng sanh. Thành ra nhầm cái gì mình cũng phải quán hết đó. Nhìn một cái gì mình thấy lúc nó xanh thì mình thấy ngay nó gì, để như vậy, để đột xuất mình gặp cái cảnh đó mình tỉnh bơ, hoặc là mình buồn 5 phút thôi, buồn một chút cho theo cái tập khí của mình quen, nhờ cái quán nó sẽ nhận lại thì mình tỉnh quen lại. Mà khi tỉnh bơ, mình sẽ biết đối với hoàn cảnh, mình sẽ xử sự một cách tỉnh bơ, thì nó không bế tắc. Nó đã bế tắc rồi mình tán loạn thêm nữa thì càng bế tắc, cuộc đời đau khổ càng khổ đau, khổ chồng thêm khổ, khổ khổ. Nhờ cái quán này mình có thể đè được, đè thôi chứ không có gì khổ khổ được đâu. Chúng ta sẽ qua tới đại khổ. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải hiểu. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục, bữa nay ráng đi cho nó nhanh một chút nha. Giảng lại mà giảng cách khác. Hôm trước tôi giảng sao tôi không nhớ. Mỗi lần là tôi hứng sao tôi giảng vậy thôi. Sự liên hệ giữa bài kệ của trưởng lão A-sa-di về nhân duyên và sự sinh khởi pháp nhãn của Ngài Xá Lợi Phất cho thấy rằng thực chứng qua pháp nhãn không phải chỉ có tri kiến về bản tánh vô thường đổi thay nhanh chóng của kinh nghiệm hàng ngày. Thêm vào đó, pháp nhãn giúp đưa đến sự thực chứng bản chất hữu duy trì thuộc duyên sinh của các kinh nghiệm đó. Các đoạn kinh văn khác mô tả chi tiết về tri kiến của vị lưu người đã nhập dòng thánh giải thoát đã minh chứng điều này. Pháp nhãn giúp thấy rõ mọi pháp khởi sinh và tồn diệt theo lý nhân duyên, trong đó hệ quả của các của mọi tác động có thể được cảm nhận tức thời hay trải qua thời gian sau. Thành ra đây tiếp theo, thế nào là thánh, là thánh lý được khéo thấy, khéo thể nhập với trí tuệ. Ở đây này gia chủ, vị thánh đệ tử quán sát như sau: do cái này có, cái kia có, cái này ha, từ cái câu đó mà sanh ra cái câu này thì cũng một thứ thôi, nhưng mà giải thích một cách khác. Chúng ta thấy Phật giáo độc đáo vậy đó, độc đáo vậy đó. Do cái này có thì có, cái này ở trên chúng ta có cái đó, là cái này không thì cái kia không, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt, thì mới kéo xuống cái thập nhị nhân duyên. Thành ra chúng ta nắm vững cái này, chúng ta giảng thập nhị duyên rất là rõ ràng mà rất là đơn giản. Còn các nhà học giả tôi thấy giảng mấy ông ấy bà coi chứ biết con rấy luôn. Rồi sau khi mình bỏ cái xuống cái quyển sách xuống mà mình coi cái giảng góc này, mình không nắm được, không nắm được. Tôi coi cái thập nhị duyên nhiều tác giả, 7-8 tác giả, mỗi người mỗi giảng khác. Có ngày giảng thì vô minh là trạng thái lờ mờ, còn hành đó vô minh đó là cái nghiệp, còn hành thức thì lại là a lại gia thức.
cái mới là chết chứ. Còn tôi thì tôi giảng khác, tôi nói là cái thập nhị dương duyên là một cái tiến trình của ngũ quẩn trong đó. Nắm được ngũ quẩn là giảng thập nhị dương rất là cô động, rất là rõ ràng mà rất là đơn giản. Thế nên tôi giảng cái gì trước sau cũng như một. Dầu thập nhị dương duyên cũng là ngũ quẩn, mà dầu ngũ quẩn cũng là thất đại, thập nhị dương duyên cũng là ngũ quẩn, cũng là thất đại, cũng là bát chánh đạo, mà cũng là tứ diệu đế. Tôi giảng cái gì cũng phải thống nhất hết, chứ mà giảng lộn xộn rồi làm sao mình tu. Thành ra nắm được cái là nắm hết, mình nắm được ngũ quẩn là nắm hết toàn thể như cái đó, nắm được tứ diệu đế là nắm hết toàn thể cái đó, nắm được thất đại là nắm hết toàn thể ngũ quẩn tứ diệu đế, nắm hết, nắm được bát chánh đạo là nắm toàn thể ở tất cả. Nhưng mà nhiều khía cạnh của một thực tại, chúng ta phải nhớ cái đó. Cũng như tứ diệu đế chúng ta để ý nha, khổ đế, mấy ông mới bàn nắm được cái khổ đế là nắm được tập đế, diệt đế, đạo đế, nắm được toàn thể của giáo pháp đạo Phật. Khổ đế chúng ta thấy có ba khổ, cái đó là về vũ trụ nhân sinh, hãy vũ trụ là có nhân sinh trong đó. Nếu cái khổ khổ là có bốn đường ác và bốn đường thiện. Nên bốn đường thiện là cõi trời dục giới chiếm hữu bên ngoài. Còn cái quại khổ là cõi trời sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, chìm đắm trong những cái hỷ lạc chiếm hữu bên trong. Còn cái hành khổ là của tứ thiền sắc giới và của tứ không. Thế là hết 15 hạng chúng sanh rồi. Thì đó là cái pháp đối trị đè nén. Còn cái pháp vô bát nhã thì chúng ta thấy nhập lưu đó, thì chưa giúp được cái gì hết. Còn nhất giảng lai làm nhẹ đi khổ khổ, đức lai mới giúp thẳng khổ khổ. Còn A-la-hán mới giúp được cái vại khổ. Còn hành khổ là Bồ Tát Duy Như Lai. Thế là trong cái khổ đế là bao trùm hết trơn, bao trùm tứ diệu đế. Thành ra trong kinh cũng có nói như tôi nói, hiểu được một đế là hiểu được hết ba đế và hiểu toàn thể Phật giáo. Còn qua tập đế là gì? Cái nguyên nhân của đau khổ chính là ái dục và vô minh. Ái dục đây là tư tưởng và khác ái mặt na. Mình trừ được ái dục như vậy đó thì chúng ta còn lọt vào mặt na thức. Ý rồi ai lại do thức là vô minh. Thành ra trừ được khác ái như là ái dục. Ái dục là gì? Ái dục về sắc, ái dục về dục, ái dục dục, ái dục sắc và vô sắc. Mình dứt cái này thì bỏ cái tam giới, tức là giúp được mặt na rồi, giúp được tam giới thì đắc quả lán thôi. Còn cái thức vẫn là cái vô minh, không giúp được. Mà giúp được thức vẫn nữa rồi thì thành Như Lai, tức là cũng đi 15 hạng chúng sanh. Thành ra cái khổ đế của 15 hạng chúng sanh, mà cái ái dục vô minh cũng là 15 hạng chúng sanh. Khổ đế là ba cái đế, khổ khổ hành, khổ hoại, khổ là đi hết. Còn Niết Bàn chúng ta thấy cũng 15 hạng chúng sanh. Nó hữu dư y Niết Bàn là của A-la-hán. Vô dư y là nhập vào diệt thọ tưởng định, mà vô dư y cũng là Niết Bàn của Bích Chi Phật. Còn Đại Niết Bàn là của chư Bồ Tát, còn vô thượng Đại Niết Bàn là của Như Lai. Thế là cũng mới 15 hạng chúng sanh. Còn Đạo Đế chúng ta thấy là 37 phẩm trợ đạo rồi gom lại ở trong Bát Chánh Đạo. Mà Bát Chánh Đạo có 4 đường ác, là Bát Chánh Đạo 4 đường thiện, Bát Chánh Đạo tứ thánh và Bát Đạo ba bậc tam tôn. Thế là cũng bao trùm hết. Để ý ha, thành ra sự đấy tôi giảng tùm lum vậy đó, chứ rồi nó cũng đoạn nằm ở trong đó thôi. Nghe không? Nói nghe không? Nếu nghe tiếp tục còn đúng rồi. Chúng ta ở đây miền Nam, chúng ta có phước rồi, chúng ta cố gắng tu rồi. Cho nói miền Trung là bảo hay nói bão lớn nhất trong 6 cơn bão có thể làm sập nhà sập cửa, người ta đang di tản này. Tất cả các tỉnh miền Trung đau khổ, chúng ta đây sung sướng, người ta cố gắng tu vậy, chúng ta đây ưng xuôi vườn tỉnh gió. Thì chúng ta thấy đây đó là chúng ta giảng thập nhị nhân duyên theo vấn đề ngũ quẩn thì nó rõ hơn. Thì hôm trước tôi có giảng rồi, đây chúng ta chỉ sơ qua thôi. Vô minh là thức thứ 8, hành là thức thứ 7, thức là thức thứ 6. Thì do thức thứ 8, thứ 7, thứ 6 mới tạo ra danh sắc. Danh tức là tâm, sắc là sắc thân của chúng ta, thì do cái đó tạo ra.
Có danh sách thì phải đòi sợ những cái đối tượng của danh sách, tức là lục nhập, sắc thân hương vị xúc pháp. Thì nếu có lục nhập thì phải có xúc, vì xúc tức là năm thức tiếp xúc đấy, mà có thức thì có thọ, thọ tức là năm thức đầu. Người có thức có thọ là phải có ái, ái là thức thứ sáu, mà có ái thì có chấp thủ tức là mạt na, và chấp thủ là phải có hữu là cái kho chứa ai lại ra. Đến đây là hết. Mà nếu có kho chứa thì phải có sanh, có sanh chính cái câu chư pháp, chư pháp từng duyên sanh, chư pháp từng duyên diệt, ngã Phật đại sâu hương thường tác như thị thuyết. Có thể giải thích qua cách khác là cái này có thì cái kia có, này không cái kia không, cái này sanh cái kia sanh, cái này diệt cái kia diệt, và cái đó nằm luôn thập nhị nhân duyên, thập nhị nhân duyên là cái dòng lẫn quẩn. Thành ra chúng ta thấy cái dòng lẫn quẩn như vậy thì không có một cái nguyên nhân đầu tiên, không có nguyên nhân đầu tiên. Chúng ta nói vô minh là nhân duyên đầu tiên thì cũng không đúng, mà nói ái là cái nguyên nhân đầu tiên cũng không đúng. Nhưng mà muốn chấm dứt đó thì chúng ta thấy cái ái là dễ chấm dứt nhất. Khi nào diệt cái ái thì thủ diệt, mà thủ diệt thì hữu diệt. Thành ra cái ái tức là tư tưởng. Thành ra chúng ta thường cho tư tưởng là nguyên nhân đầu tiên, nguyên nhân chánh, chánh thì đúng hơn chứ còn đầu tiên là không đúng. Nguyên nhân chánh của luân hồi sinh tử. Vì nếu ái dục đó thì tạo ra cõi dục giới, ái sắc thì tạo ra cõi sắc giới, ái vô sắc thì cõi ra cõi vô sắc giới. Nhưng mà ba cõi này là khó. Tôi không ít thấy học giả nào giảng ba cõi này. Thì ở đây chúng ta giảng rất rất tương đối là rõ ràng. Nhất là cõi sắc giới, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền khác nhau làm sao. Rồi tới cõi vô sắc là từ tứ thiền sắc giới cho tới tứ không. Một chút nữa chúng ta đọc lại cái bài kinh về bất động lợi ích, chúng ta thấy là cái giảng chúng ta không có sai lạc, mà nó rõ hơn bài kinh đó. Nó rõ bài kinh đó. Coi bài kinh đó là chúng ta mới thấy cái giải thích chúng ta rất hay. Bây giờ tiếp theo, đó là thập nhị nhân duyên, cũng là ngũ quẩn, mà cũng là tiến trình của cái này có thì cái kia có, cái này không cái kia không, mà cũng là chư pháp trùng duyên sanh, chư pháp trùng duyên diệt, thì nó liên can nhau chặt chẽ, mà mỗi cái có một cái khía cạnh giải thích khác nhau. Chúng ta nên hiểu cái chỗ đó. Thành ra chúng ta giải thích kinh Phật thì chúng ta đừng đi khỏi cái tam pháp ấn và nhất thực tướng ấn, hay nói cách khác là đừng đi khỏi những cái duyên khởi, mà chúng ta nên nhớ nghiệp cảm duyên khởi a lại gia chân như và pháp giới. Hãy nắm được cái đó là chúng ta tu không có trật, và chúng ta trật pháp rất rõ ràng. Mà giàu muốn giàu không chúng ta phải đắc quả nhập lưu. Thì tôi thấy ở đây mình có cơ duyên đắc quả thánh đầu tiên đấy, bởi vì đây mình nắm pháp tương đối nó rành đấy, và nếu mình chịu tha thiết bền bỉ thì có thể mà đắc quả thánh đầu. Giờ tiếp theo, do vì này các vị thư vị thánh đệ tử khéo thấy như chân với chánh trí tuệ lý duyên khởi này và các pháp duyên sanh này, nên chắc chắn vị ấy không chạy theo quá khứ với những câu hỏi: ta có mặt trong quá khứ, ta không có mặt trong quá khứ, ta là gì trong quá khứ, ta có mặt như thế nào trong quá khứ, hai trước đó ta đã là gì và tiếp theo ta là gì. Thì chúng ta thấy ở đây chạy qua kinh Kim Cang và chạy qua cái kinh Người Biết Sống Một Mình. Thì chúng ta thấy nắm cái này rồi, từ đây là Đức Phật chia đã tùm lum hết. Nhưng mà gom lại cũng là chư pháp từng duyên sanh, chư pháp từng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn thường tác như tự thuyết. Cái này có thì kia có, này không kia không, và kéo qua cái quá khứ. Thường thường chúng ta thấy là có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Thì cái nhìn là cái nhìn sai. Làm sao bắt được quá khứ, làm sao bắt được hiện tại, làm sao bắt được tương lai? Mà thường thường chúng ta sống là chúng ta mong cầu tương lai. Tôi đi ngoại quốc là tôi đưa cho mấy đứa con ra ngoại quốc học để tương lai của nó. Tương lai có mốc gì vậy? Cái hiện tại bỏ mất thì tương lai làm sao có. Mà cái hiện tại mà dính mắc nữa rồi thì chúng ta chết trong tương lai. Thành ra bài kinh Biết Sống Một Mình đó là quá khứ thì qua rồi, không thể bắt lại. Hiện tại thì nói gì hiện tại, nó đã thành quá khứ rồi. Còn tương lai đó thì
không bao giờ đến như mình mong muốn. Mà nếu có đến rồi nó cũng phải qua đi. Thành ra tất cả chỉ là một cái dòng chuyển biến thôi. Một cái dòng chuyển biến thôi. Chỉ có hiện tại khi mình quán chiếu vào nó, mình thấy cái hiện tại chu kỳ này có cái hiện tại sát na trong đó, và mình đừng có dính mắc vào đó, tức là đừng có tham sân si, thì cái này chưa là cái hiện tiền. Chỉ có cái hiện tiền là cái thật thôi. Cái đó là cái câu bà lão mà hỏi Đức Sơn: Đại Đức điểm tâm điểm cái tâm nào? Tâm quá khứ không có, tâm hiện tại không có, tâm vị lai không có, thì không có hết thì điểm cái tâm nào? Tức là chúng ta điểm bằng cái tâm tỉnh thức, từng sát na ăn mà đừng dính mắt vào các món ăn, đừng dính mắt vào cái lạc thọ khi món ăn quá ngon, đừng có nuối tiếc cái quá khứ là khi có món ăn không ngon mình so sánh hôm qua mình ăn ngon quá, và nếu bây giờ ăn ngon quá mình nuối tiếc muốn ngày mai có ăn nữa, thì đừng bao giờ dính mắt cái đó, mà chỉ có hiện tại mà quán chiếu không dính mắt, cái này mới là thật sự. Thật sự nghĩa là không thật sự gì hết, nó chỉ là sự chuyển biến thôi. Mà toàn thể cái này là được diễn ở trong kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang tóm lại có hai cái mệnh đề thôi, là tam tâm và tứ tướng, có bao nhiêu đó thôi. An trụ kỳ tâm và hàng phục kỳ tâm. Làm thế nào để an trụ tâm, làm thế nào để hàng phục cái tâm? An trụ tâm là không an trụ vào đâu hết, đó là an trụ tâm. Hàng phục tâm là đừng dính mắc vào cái gì hết, đó là hàng phục tâm. Thì chúng ta thấy rồi, cũng nằm ở trong kinh này. Chúng ta suy gẫm nhau rồi chúng ta sẽ hiểu hết toàn bộ kinh của Đại Thừa. Thì đều lấy ở trong này mà ra thôi. Nói chứ Phật tử phải nghiền ngẫm rồi đọc kinh mà thấy rất thích thú. Và bất cứ quyển kinh nào tới tay mình đều mình thấy rõ hết. Thì đó là gì? Nhập lưu. Nhập lưu. Còn sống được như nó, sống được như cái thấy là phải qua nhất vãng lai, bất lai, vô sanh A-la-hán. Rồi phải tùy thuận nhậm dẫn với nó, đi vào trong cuộc đời này khổng tay vào chợ, thì chúng ta mới đi thành quả Như Lai. Chúng ta sẽ thể hiện một thân nhiều thân, rồi thể hiện vô lượng thân. Cái mà khoa học điên đầu, khoa học nói không gian có ba chiều, thì chúng ta coi rồi chúng ta thấy đạo Phật rất là tài. Mà các nhà khoa học bây giờ còn nhức đầu những cái câu đó. Ông ấy theo nói không gian có bốn chiều, thì thời ông ấy theo có một số, một gần phân nửa là hiểu được câu ông nói, còn hơn phân nửa không hiểu. Chúng ta thấy bác học mà không hiểu. Chúng ta bây giờ khá hơn nhà bác học là chúng ta hiểu. Chúng ta hiểu được câu nói của Đức Phật. Chứ hồi xưa thời mà thế kỷ 17-18 là ông ấy theo ông tuyên bố là vật chất có thể biến thành tinh thần, tinh thần có thể chuyển thành vật chất. Vật chất tức là tinh thần mà trọng trượt đi xuống, tinh thần là vật chất thăng hoa đi lên. Cái câu này làm náo động toàn thể thế giới, và bắt đầu có bơm nguyên tử. Bơm nguyên tử là gì? Là biến vật chất thành năng lực, mà biến năng lực thành vật chất. Thành đã bắt đầu có thần thông. Chúng ta có thể biến chai nước suối này thành vàng, thành bạc, và có thể biến vàng bạc thành chai nước suối, nước khoáng. Đó là cả một vấn đề đảo lộn cái khoa học thế 17, thế kỷ 17, 18. 18 là vật chất, là vật chất, còn tinh thần không thể chuyển hóa nhau được. Thành ra khi mình tưởng tượng cái thần thông mình có thể biến ra bánh mì, biến này cái kia. Nhưng mà đạo Phật cái đó là thấp thôi, là ấu trĩ thôi. Đạo Phật là phải thấy rõ được cái bất tử trong cái vật chất và trong cái tinh thần. Tức là chấm dứt cái dính mắc tham sân si. Cái đó là quan trọng hết, chứ là lộ tận thông. Đó là chúng ta coi là chúng ta phải hiểu. Và chúng ta hiểu sáng tỏ như vậy là chúng ta có tính hạ thủ công phu và không bị ai gạt nữa. Nào là chúng ta phải hiểu cho đó. Thành ra ở đây cái này đó thì nói về Kinh Kim Cang. Nào là không nghĩ tới, không nuối tiếc quá khứ, không mơ mộng tương lai, và hiện tại cần phải quán chiếu để đừng dính mắc. Có bấy nhiêu ra thôi. Thì cái này cũng là nằm ở trong kinh, toàn bộ kinh Kim Cang, mà cũng là nằm trong cái câu cái này: các pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Chúng ta thấy mỗi một câu đó mà viết ra biết bao nhiêu kinh về nhiều khía cạnh. Đó cũng là tam pháp ấn, cũng là nhất thực tướng ấn.
Thật ra cái đó là tam pháp ấn thôi. Nhưng mà nếu suy kỹ kỹ ra mới có nhất thực tướng ấn của đại thừa. Thành ra nhất thực tướng ấn thì bên tiểu thừa không chấp nhận. Nhưng mà chúng ta thấy nó bao trùm cả tam pháp ấn. Và chính cái đó là đưa tới là cái duyên khởi. Bốn cái duyên khởi. Nghiệp cảm duyên khởi, A lại gia duyên khởi và chân như duyên khởi. Tiểu thừa đi tới đây thôi, không có chấp nhận pháp giới duyên khởi. Đó thì đại thừa mới từ đó đi tới pháp giới duyên khởi. Pháp giới duyên khởi là gì? Là bao trùm cả ba cái duyên khởi kia, nó có gì lạ đâu. Là pháp vô đề tâm đi tùy thuận trở lại ba duyên khởi kia, có thế thôi. Nắm cái chân như duyên khởi thì tùy thuận A lại gia giới, nghiệp cảm duyên khởi, thế gọi là pháp giới. Thành ra khoa học đầu hàng ở chỗ đó. Nghĩ rằng nếu mà không gian 3 chiều đi tới không gian 4 chiều là cái chiều thời gian. Chiều thời gian là chiều nhận thức. Chiều nhận thức. Ví dụ tôi nhìn thấy cái chai nước khoáng. Thì cái nhìn của tôi biết được chai nước khoáng. Thì cái biết của tôi đã thuộc về thời gian. Có quá khứ hiện tại vị lai là chai nước khoáng là không gian. Mà bây giờ tôi đổi cái nhận thức này lên thì chai nước khoáng biến đổi khác. Nó sẽ biến đổi thành H2O. Nước ở trong đó. Và nếu tôi đổi cái nhận thức tôi khác nữa thì các nhà điện tử thì nước này thành ra điện tử âm và dương. Rồi nếu tôi hạ cái nhận thức tôi xuống ngạ quỷ thì nước này biến thành máu. Thế là không gian thời gian nó tương ưng với nhau. Thì cái chiều thời gian là chiều thứ tư. Chai nước khoáng này nằm trong không gian 3 chiều. Nhưng mà nếu thêm cái chiều thời gian nhận thức vô nữa, chai nước khoáng sẽ đổi tùm lum, đổi thành máu, đổi thành lưu ly, đổi đủ thứ. Thì các nhà khoa học nghĩ rằng cái đó đúng. Sao ông anh em đưa cái đó thì các ngài không nhận. Nhưng mà các ngài nói bây giờ tôi ngồi đây, bây giờ tôi chuyển quá, tôi thành các nhà khoa học. Thì tôi thành các nhà khoa học, tôi không còn là người nữa. Thì không gian 4 chiều thôi. Mà nếu tôi hạ tôi xuống thành ngạ quỷ thì tôi là ngạ quỷ, tôi không còn là người nữa. Còn bởi đạo Phật nói có thể mình vừa là ngạ quỷ, mình là cõi trời, mình vừa các nhà khoa học, mình là người. Nhìn luôn 3-4 cách, nhiều cách. Một mình tôi có thể thì hiện ra 4-5 cách. Các nhà khoa học đầu hàng, không có vấn đề đó đâu. Nhưng mà cái ngày của Bồ Tát này bắt chiếc dài dài ngồi có thể hiện 4-5 chúng sanh, 100.000 cả triệu cả tỷ chúng sanh cùng một lúc, kêu là quá thân. Mà Như Lai thì quá vô lượng quá thân luôn. Như Lai vừa là giọt mưa, vừa là chai nước khoáng, vừa là địa ngục, vừa là ngạ quỷ, vừa là súc sanh, vừa là 15 mạng chúng sanh cùng một lúc. Điên đầu, chỉ có đạo Phật mới dám nói như vậy. Thôi chúng ta bắt đầu trở lại, cái đó là chúng ta đi xa lên, nghe không? Thành ra đây tiếp theo, tri kiến của Bậc Dự Lưu về chân đế nhân duyên và sự bất tử, dù chính xác nhưng không thâm sâu như tri kiến của Bậc A-la-hán. Vì đã đạt đến mức độ tột cùng của giác ngộ. Sự khác biệt này được giải thích trong ví dụ dưới đây. Thì ví dụ như chúng ta thấy thì chúng ta giải thích rõ ràng hơn. Như cái đèn pin 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 cũng cùng một cái đèn pin đó. Thì chúng ta thấy sáng tỏ. Đây ví dụ là lấy cái giếng nước. Một vị nhập lưu thác nước đi tìm được cái giếng nước. Biết rằng sắp sửa đã thác nhưng mà không uống được. Còn vị A-la-hán thì xuống uống nước được. Thì hai cái nó cũng giống nhau mà cũng khác nhau. Giờ là hắn là đã chứng nhập rồi thì nó đã khác, uống được dòng nước. Nhập lưu biết mình sắp sửa đã khác, đã thấy được dòng nước. Thì cái thấy giống A-la-hán, nhưng mà cái thực chứng không bằng. Thì chúng ta thấy cái ví dụ này cũng rất hay, nhưng mà không sáng tỏ lắm. Không sáng tỏ lắm. Thì giờ thôi chúng ta qua. Bây giờ qua phần thứ ba là ba kiếp sử đầu. 4 cấp độ giác ngộ được giải thích qua tiến trình cắt bỏ 10 kiếp sử trói buộc chúng ta trong dòng luân hồi sinh tử. Này các tỳ khưu, có 10 kiếp sử này. Thế nào là 10? 5 hạ phần kiếp sử, 5 thượng phần kiếp sử. Chúng ta biết rồi, thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, tham dục và sân, đó là 5 hạ phần. Hạ là thấp, còn thượng là y tế trên cao. Thế nào là 5 thượng phần kiếp sử? Chúng ta biết là sắc ái, vô sắc ái, dục ái, mạng tạo tử, vô minh. Đây là 5 thượng phần kiếp sử. Sắc là cõi trời dục giới, sắc giới, như cõi trời sắc giới, vô sắc, ngã mạng, tạo tử. Tạo tử là phóng dật, là vô minh. Này các thiền sư, đây là 10 kiếp sử.
Tiếp theo, có những kỳ thư là những vị A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn trừ, phạm hạnh đã thành, các việc làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, mục đích đã thành đạt, hữu kiếp sử đã được trọn tận, được đắc quả nhờ chánh tri. Đó là A-la-hán. Còn có những vị bất lai thì chúng ta biết rồi, việc năm phần kiếp sử, thì có những vị nhất lai thì làm nhẹ tham dục và sân, có những vị và giữ lương thì giết được ba cái sử đầu. Chúng ta qua cái này chúng ta đã giảng xong giữa. Tiếp theo, đối với bậc dự lưu, sinh khởi pháp nhãn, dưới tuệ chi về các nguyên lý nhân duyên của nguồn gốc của khổ và diệt khổ, là để cắt bỏ ba cái sử đầu tiên. À, thì đây chúng ta cũng hiểu rồi. Rồi, tỳ khư ni Dhammadina giảng cho nam cư sĩ Visakha. Thưa ni sư, thế nào là thân trí? Ở đây hiền giả Visakha sẽ vô văn phàm phu, không đến ý kiến các bậc thánh, không thuần thực pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không đến ý kiến các bậc chân như, không thuần thực các bậc chân như, không tu tập pháp các bậc chân như. Xem sắc là tự ngã, hay xem tự ngã là có sắc, hay xem sắc là trong tự ngã, hay trong tự ngã là sắc. Xem thọ tưởng tức là ngũ uẩn, hay nói đúng là sắc không phải ta, không phải của ta, phải tự ngã của ta, nhưng một cái danh từ đổi khác. Tôi nán ở trong kinh Phật là chỗ đó. Mà nếu chúng ta nắm được những thứ thôi, thôi sắc không phải là trong tự ngã có sắc, thì chúng ta thấy cũng vậy thôi, thấy không? Là xem sắc là trong tự ngã, hay xem tự ngã có trong sắc, tức là không phải ta, không phải của ta. Xem thọ là tự ngã, hay tự ngã là có thọ, thì sắc thọ, sắc vững thọ vững, tưởng vững hành vững thức vững, không phải ta, không phải của ta, tự ngã của ta. Mà nếu thấy được như vậy đó thì dứt trừ thân kiến tất cả nhập luôn. Thưa ni sư, thế nào là không phải thân kiến? Thì cũng giống học như vậy thôi, là cái kia là thấy sắc thọ tưởng hành thức là ta, là của ta, tự ngã của ta. Ngược lại không phải ta, không phải của ta, tự ngã của ta, thì đó là dứt được thân kiến. Thành là thân kiến chúng ta phải biết là cái tiến trình của năm vững. Rồi tiếp theo, tự thân tập khởi, tự thân tập khởi này ni sư Dhammadina được gọi như vậy. Thưa ni sư, thế nào Thế Tôn gọi tự thân tập khởi, nguồn gốc của tự thân là như thế nào? Thì ở đây nói là hiền giả Visakha khát ái này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tho, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Hiền giả Visakha khát ái này Thế Tôn gọi là tự thân tập khởi. Để dùng chữ khát ái thì chúng ta có thể nói khát ái đây là mặt na thức, mặt na. Khát ái là ý chí. Thành ra chúng ta thấy dùng rất nhiều danh từ. Sinh diệt cũng nó, ý chí cũng nó, khát ái cũng nó, mà thủ cũng nó, mà hành cũng nó. Thành ra chúng ta điên đầu. Nhưng mà mỗi cái có một cái giải thích, một khía cạnh khác của thức thứ bảy. Thức thứ bảy nó có nhiều khía cạnh. Tư cũng nó, mà thủ cũng nó, mà hành cũng nó, mà khát ái cũng nó, mà thức thứ bảy cũng nó, mà mặt na cũng nó, mà tìm thức cũng nó. Chúng ta ngồi chúng ta viết lại một số rồi chúng ta thấy rất hay, rất hay. Nhiều khía cạnh, nếu ở không chúng ta sẽ giảng cái đó mỗi khía cạnh mỗi khác nha. Nhưng mà đồng chung cũng là một sự tham đắm, muốn hưởng ngũ dục, muốn tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ khác. Chết là bỏ cái hỷ lạc này, muốn tiến lên cái hỷ lạc cao hơn. Mà nếu chủng tử mình không có thì không những tiến lên cao mà trở lại xuống thấp. Mà nếu chúng ta làm đúng, chúng ta tiến lên cái cao, bỏ cái xiềng sắt xiềng cây để kiếm cái xiềng vàng xiềng kim cương. Mà nếu không đủ cái phước báo, không đủ cái kinh nghiệm kiến thức kia thì trở xuống trở lại xiềng xiềng đồng, xiềng vàng hoặc là xiềng cây, thì tất cả đều nằm trong chữ xiềng. Cái này chúng ta giảng rất nhiều, thì chúng ta nên nhớ đây. Thì hỏi lại thì thân kiến, còn thế nào là nguồn gốc của thân kiến? Thì ngài nói khát ái. Khát ái tức là mặt na thức. Mà trừ được mặt na đắc quả là ái thôi. Còn cái vô minh là không có trừ được. Chúng ta phải nhớ rằng ra trong tiểu thừa thì chú trọng về khát ái, dứt đi tam giới. Còn đại thừa thì tam giới không phải là nguyên nhân căn bản. Chúng ta cứ trừ vô minh đi rồi trở lại tam giới có gì đâu. Tam giới nó không phải là một điều ác hại, mà tại mình dính mắt thì trừ cái vô minh thì có cái duyên minh, thì muốn ở đâu cũng được hết. Đó là hai cái nhìn của tiểu thừa và đại thừa. Rồi tiếp theo, tự thân diệt, tự thân diệt này ni sư được gọi như vậy, Thế Tôn gọi tự thân diệt là như thế nào? Đây là cái kia là khổ đế, thấy được thân kiến.
Một khác ái là tập đế, nguyên nhân cho thanh kiến. Còn đây là diệt đế, là nhất bạch. Thì thiền giả sự đoạn diệt, không tham đắm, không dư tàn của khác ái. Chấm dứt khác ái, tức là chấm dứt mặt na, chuyển mặt na thành bình đẳng tánh trí thì đắc quả là hạnh. Đó là cái ý muốn nói đây. Và thiên như sư, tự thân diệt đạo, tự thân diệt đạo. Và như vậy thiên như sư thế nào là tự thân diệt đạo? Đây là cái đạo đế. Thì con đường đạo đế là con đường tám ngành. Thì như tôi giảng là tám ngành có bốn đường, có bát chánh đạo của tà, có bốn đường ác, bát chánh đạo, tà đạo và chánh bát chánh đạo và thánh bát chánh đạo như tôi giảng hồi nãy. Qua tới đây thôn giả A Nan hỏi Đức Phật, cái này tôi đang hỏi Đức Phật, bậc Thế Tôn thế nào là thánh giải thoát? Cái câu này là bí á. Tôi coi là tôi cũng không hiểu, tôi có coi qua rồi mà tôi coi lại tôi không hiểu. Tôi mới lật cái Trung Bộ Kinh 106 tôi mới hiểu. Bởi vì nó quá cô động, rút một cái câu mà rút quá cô động. Thế nào là thánh giải thoát? Thì Đức Thế Tôn trả lời này, ở đây ngày A Nan, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: những dục hiện tại và những dục tương lai, những dục tưởng hiện tại và những dục tưởng tương lai, những sắc pháp hiện tại là những sắc pháp tương lai, những bất động tưởng, những vô sở hữu xứ tưởng, những phi phi tưởng, phi phi tưởng xứ, cái gì thuộc tự thân là tự thân, đây là bất tử, tức là tâm giải thoát không thủ tướng. Qua này Phật tử có hiểu gì không? Tôi coi hai ba lần tôi không hiểu, mà tôi đã đọc qua Trung Bộ Kinh rồi đó. Tôi đọc ở Đà Lạt rất là kỹ đó. Thì tôi lựa những cái nào liên quan tới Ngọc Lưu là tôi ghi đó, nặng nữa tôi đọc lại thêm hai ba lần. Nhưng mà thấy tôi đọc qua cái này tôi chứa giới đó. Thì tôi lật lại Trung Bộ Kinh 106 thì tôi đọc lại tôi hiểu. Vì nó nguyên văn, cái này rút có một phần cuối cùng ở trong đó ra. Thì giờ chúng ta đọc lại ngoài Kinh 106. Thì tôi cũng mệt rồi, giờ không chịu khánh ông đọc. Để coi chúng ta có hiểu gì không. Cái này là rút ở trong đó, rút cái phần cuối cùng kết luận của Đức Phật như thế nào là thánh giải thoát. Thì chúng ta thấy Ngập Lưu là phải thấy 15 hạng chúng sanh. Thì đây chia 15 hạng chúng sanh, nhưng mà cái cách chia khác, do cái chia khác đó mà tôi chế giới. Nhưng mà cuối cùng chúng ta thấy chia cũng giống như mình thôi, giống mình thôi. Nhưng mà cái khía cạnh, cái giải thích ngài sóc nó khác với mình chút. Hồi đó tôi coi mà tôi không đi. Bây giờ cái này lặp lại, tôi lặp lại tôi coi thì tôi thấy. Bây giờ ông Thiền Khánh thay thế tôi đọc lại nguyên cái nguyên văn của Đức Phật do Hòa Thượng Minh Châu dịch. Rồi chúng ta nghe và chúng ta hiểu không? Nghe không? Thay thế thì tôi đọc một chút. Nha. Giờ ông Thiền Khánh cần cái này đọc đi. 19 phút nữa là hết giờ. Bây giờ giải thích cũng không kịp, để cho Phật tử gì suy nghĩ. Để tôi làm hết thì coi nó kỳ quá. Nha. Cái này chắc phải đọc lại 2-3 lần rồi đấy. Thì cái này là hết tất cả những cái tu tập từ như tôi nói là về coi lại thì nó dễ hiểu một chút, là những cái tu tập từ địa ngục cho tới ở đây có cái dục và dục tưởng và sắc thân. Dục đây tức là tượng trưng cho cõi dục giới này. Tức là tu về dứt trừ cõi dục giới, tức là chiếm hữu bên ngoài. Nếu con giảng kỹ thì chúng ta mới nắm vững, còn coi trong này chúng ta nắm không vững. Dục và dục tưởng, ở đây có danh từ đó. Dục là vô thường, trống rỗng, giả dối, thuộc ngu si tánh. Dục và dục tưởng hiện tại đều là, và hiện tại và tương lai đều thuộc nhãn lực ma. Thì dục đây đó là nói về cõi dục giới, tức là từ địa ngục cho tới cõi trời dục giới, thì đó là từ dục. Còn dục tưởng tức là do tư tưởng hạ xuống, tức là cõi trời sắc giới, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Còn bất động ở đây đó là chỉ cho tứ thiền và hư không vô biên và thức vô biên. Ba cõi này đều bất động, thấy trong kinh này đó, đọc vô mình mới thấy. Chúng ta giải thích sâu trong đó, theo trong kinh đó ba cách tu, cái thứ nhất, thứ nhì, thứ ba. Có ba cách để đạt cái bất động. Cách thứ nhất đó là tứ thiền. Nó khó lắm mà, coi tới coi lui chúng ta mới để ý. Cách thứ hai đó là hư không vô biên. Do quán xét, thì trong này nó có nói thì chúng ta để ý. Dục tưởng hiện tại, tương lai thì thuộc lãnh vực của ma. Chỗ dính
dinh dưỡng của ma dẫn đến tham sân và chướng ngại. Vậy thì theo an trú đạt được an trú tâm đại hành và tâm quảng đại, vượt khỏi cảnh giới của dục và quyết định. Tức là quán sát cái tâm quảng đại là tâm rộng lớn, và đại hành tức là thấy sự chuyển biến từng sát na. Thì từ tứ thiền trở lên là không còn sắc thân, không còn cảm giác, chỉ còn cái hành khổ thôi. Cái đè nén hết thì còn cái chuyển biến của tư tưởng, mà tư tưởng vừa quá di tế là như giống như diễn biến sát na. Chúng ta thấy từ cái tư tưởng tứ thiền mà qua sát na đó là cái đường tơ kẻ tóc thôi. Không khéo là nhận nó là thế giới của mặt trăng thứ ba, thứ hai. Thành ra Duy Thức mới nói ngu giả năng thân thức giữ căn là chỗ này. Thành ra cái thứ nhất đó, đạt đến trung tâm bất định, bất động đó, là nhờ chúng ta quán được cái dục giới, sắc giới, thì mới đạt tới tứ thiền. Tứ thiền là tâm bất động thứ nhất. Rồi từ tứ thiền đó chúng ta mới là hoặc từ sao suy tư như sau: những dục thì dục tưởng hiện tại tương lai đều liên hệ đến bốn đại và bốn sắc do bốn đại tạo thành. Thì mới giờ mới quán rằng nếu mà còn sắc thì còn chướng ngại, dứt bỏ sắc nữa tức là cõi hư không vô biên. Thấy là sắc thân là hư không, tư tưởng là hư không, rồi hoàn cảnh chung quanh là hư không, thì đắc được cái bất động thứ hai. Thì bất động này so với tứ thiền nó cao hơn. Vì tứ thiền tuy là bất động nhưng mà còn sắc thân, mặc dầu không dính mắt sắc thân nhưng mà còn sắc thân. Còn cái bất động này là bỏ sắc thân, không cảm giác không sắc thân. Còn tứ thiền là không cảm giác không sắc thân nhưng mà còn sắc thân, tuy là không dính mắt mà còn. Còn hư không là cái thứ hai, thành ra cái bất động thứ hai. Còn bất động thứ ba: hoặc tùy theo suy nghĩ, dục và dục tưởng hiện tại và tương lai, các sắc và sắc tưởng hiện tại và tương lai, cả hai đều vô thường, không đáng tham chấp và vui thú trong đó. Thì mình thấy cái đó là vô thường, chuyển biến sát na, chỉ có đứng lặng và chuyển biến, tức là thức vô biên. Thì cái này mới thật, thành ra thức vô biên cũng thuộc về cái bất động, đó là cái bất động thứ ba, tức là còn chuyển biến, còn chuyển biến nhưng mà nó vô thường. Vô thường này vô thường tuyệt đối, chỉ có chuyển biến thôi chứ không có đối tượng của chuyển biến. Thì trong này nó giải thích rất là ngắn gọn, nhưng mà nếu không qua sự giải thích chúng ta nắm không được. Thì đây là con đường thứ ba để đạt đến bất động. Thành ra chúng ta thấy trong kinh này đưa cái bất động. Bất động là bất lạc, bất khổ thọ đấy. Trước những cái sắc thân và cảm giác không còn dính mắc nữa. Nhưng mà không còn dính mắc là do đè nén mà không dính mắc. Ai có kinh coi lại ha. Nhưng mà tôi không giảng gì là gì, coi không vô đâu. Tôi coi 4-5 lần tôi mới nắm được. Nó rất là cô động, nhất là ngắn gọn, không có rõ ràng gì hết. Đầy đủ, ngắn gọn đầy đủ đấy. Nhưng mà không có rõ cái gì hết. Thành ra chúng ta thấy cái bất động này là do ba cái. Một là tứ thiện, tứ thiền sắc giới. Hai là hư không vô biên cũng là bất động. Thứ ba là thức vô biên cũng là bất động. Thức vô biên nhờ quán vô thường tuyệt đối, mới thấy nó tuy là chuyển biến nhưng mà nó đứng lặng. Còn thức thứ hai đó là hư không vô biên, thấy rằng còn chướng ngại sắc thân. Còn tứ thiền thì không dính mắc sắc thân nhưng mà còn sắc thân. Thì nó ba cái này đều là có bất động, ba đường lối tu tập. Tới đây là hết qua vô sự ưu xứ. Vô sự xứ thì thấy rằng các dục tưởng hiện tại và tương lai, sắc sắc tưởng hiện tại và bất động tưởng, thấy rằng cái cảm giác là vô thường, vô ngã khổ đau. Mà sắc thân cũng vô thường, vô ngã khổ đau, mà bất động cũng còn kẹt. Thế nên quán luôn cái bất động là tứ thiền. Tứ thiền sắc giới, hư không vô biên, thức vô biên đều là chưa đạt tới cái chỗ cao siêu. Bởi vì cái thức vô biên nó còn chuyển biến. Thành ra đạt cái vô sự xứ là không có những cái đó, dứt hết trơn, thức luôn ba cái bất động này. Thì đạt vô cái chân như, và đây không có nói tới, chỉ nói vậy thôi, thì mới đạt được ha đây. Vì thì sao suy nghĩ dục và dục tưởng hiện tại. Dục là quả dục giới này, cái trời dục giới, từ địa ngục cho tới quả trời dục giới. Rồi dục tưởng tức là từ sơ thiền, địa thiền, tam thiền. Nào, tương lai sắc và sắc tưởng tức là sắc thân này. Và bất động tưởng, cả luôn cả tứ thiền sắc giới. Rồi hư không vô biên, thức vô biên. Khi được đoạn diệt không dư tàn, tức là chấm dứt không còn sót cái gì hết, thì mới đạt vô sự xứ. Đó là cách thứ nhất. Còn cách thứ hai,
Vật gì thì theo đi đến gốc cây và suy nghĩ ngã và ngã sở đều trống rỗng. Thì cái cả cái này còn cái ngã và ngã sở, có cái ta và có cái đối tượng của ta. Cõi dục giới đã có rồi, tới cõi sắc giới cũng còn, mà cõi vô sắc này cũng còn. Thì cái này cũng phải không có nữa hết thì mới đạt cái vô sự xứ. Vô sự xứ là không có ngã đối này, tức là chân như này. Thành ra cái này như thì theo đến gốc cây và suy nghĩ ngã và ngã sở đều trống rỗng, không có gì là ta hay của ta. An trú trong giới xứ này, vị ấy thành tựu vô sự xứ ngay trong hiện tại hoặc thiên về trí tuệ. Khi chết vị ấy có thể đạt vô sự xứ, đây là con đường thứ hai để đạt đến vô sự xứ. Nếu thiên về trí tuệ thì đắc quả là hắn. Còn nếu không thiên về trí tuệ đắc vô sự xứ. Nên thì chúng ta phải hiểu thiên về trí tuệ là thấy cái này là vô một pháp đề nén thôi, nó là thức chứ không phải là tăng, không phải là bất ngã. Còn ba cái kia tứ thiền cũng vậy. Nếu tứ thiền cái này đều nói về thiên về trí tuệ hết mà không phân biệt. Nếu tứ thiền mà không thiên về trí tuệ thì đắc tứ thiền sắc giới. Còn hư không vô biên mà nếu thiên về trí tuệ đắc a la hán. Mà không thì đắc tới tứ thiền của vô sắc, hư không vô biên của vô sắc. Còn thức vô biên cũng vậy. Nếu mà không thiên về trí tuệ, nếu thiên trí tuệ đắc a la hán. Còn vô sự xứ này cũng vậy, nếu không thiên về trí tuệ thì đắc vô sự xứ tứ không, phần thứ ba của tứ không. Mà chúng ta phải hiểu cho đó. Bây giờ pháp tu thứ hai của vô sự xứ thì đó là cái kia là dứt luôn cả tứ thiền, hư không vô biên, vô sự xứ và phi thi tuệ. Nó vô sự thứ là thức, hư không vô biên, thức vô biên, dứt hết ba cái đó thì đạt tới vô sự xứ. Còn cái thứ hai này đấy là quán ta và của ta, đối tượng và đối tượng nhận thức cũng trống rỗng không có. Thì nếu nghiêng về trí tuệ, tức là nhận lại có bất tử đó, thì đắc là hắn. Còn đè nén như vậy mà thấy rõ, thấy được cái chân như mà không biết cách, thì sẽ trở cái tâm sao động mới tạo ra cái hình ảnh chân như vô sự xứ để mà thiên thì sanh về vô sự xứ. Còn nhận được cái bất tử thì qua là hắn. Thì chúng ta thấy mấy cái này đường tơ kẻ tóc thôi. Thành ra đây là tứ thiền cũng đắc A-la-hán. Mà nếu không biết cách thì vẫn là tứ thiền. Hư không vô biên cũng đắc A-la-hán. Thức vô biên cũng đắc A-la-hán. Vô sự xứ cũng đắc A-la-hán. Nếu thiên về, về tuệ, về các pháp quán. Hoặc vì ấy suy nghĩ ta và sở thuộc của ta không có bất cứ ở đâu và trong hình thức nào. Cái này thì hơi khác. Cái kia là không phải ta, không phải của ta. Cái này là bất cứ toàn thể. Không có cái ta và cái của ta, không có bất cứ ở chỗ nào. Tức là trong con người chúng ta, đối tượng của chúng ta, mà trong tất cả mọi người, trong tất cả sự vật cũng không có cái ta và của ta. Cái này quán rộng hơn. Thì cái thứ ba này cũng đi tới vô sự xứ, tức là toàn thể vũ trụ này. Cái kia là quán ta và đối tượng của ta. Cái này quán con người mình và tất cả vũ trụ, tất cả chúng sanh đều không có cái ta, không có cái của ta. Nghĩa là quán các pháp trong vũ trụ. Cái kia là quán nhân sinh quan, là cái ngã, cái con người mình. Cái này quán luôn cả vũ trụ thì cũng đắc vô sự xứ. Nếu mà thiên về trí tuệ thì chúng ta thấy là cách thứ ba. Còn tới cái phi phi tưởng là độc đáo đấy. Vị tùy theo nghĩ dục, dục tưởng, sắc tưởng và bất động tưởng, vô sự hữu tưởng, chỗ nào các tưởng ấy đoạn diệt không dư tàn thì là tịch tịnh. Thù diệu tức là phi phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Nhờ an trú như vậy, vị ấy thành tựu ngay hiện tại phi phi tưởng xứ hoặc thiên về tuệ. Nghe cái nào cũng thiên về tuệ hết á. Thì mà cái này nó có thể là đắc phi phi tưởng xứ, mà nếu thiên về trí tuệ thì đắc quả là hắn. Khi chết có thể tái sanh ở phi phi tưởng xứ, đây là con đường tu tập phi phi tưởng xứ. Thì tức là tu tập phi tưởng xứ phải quán vòng tứ thiền, hư không vô biên, thức vô biên, vô sự xứ, diệt hết không còn dư tàn. Thì cái cuối cùng đó là phi phi tưởng, phi tưởng, phi phi tưởng xứ, tức là phải tùy thuận hết trơn á, mà đừng có dính mắc vào cái đó không dư tàn. Nghĩa là thoáng thấy hết những cái đó thì đạt tới cái phi phi tưởng, phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Nhưng mà nếu thiên về trí tuệ thì nhận được cái tư phi tưởng, phi tưởng với thật sự. Còn nếu không thì lọt vào cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ. Cái này là rất là cô đọng, đầy đủ hết nhưng mà không có rõ ràng. Nó tóm cái gì là tóm rất là đầy đủ, mà chúng ta phải có một sự suy gẫm.
không có suy giảm thì chúng ta mới hiểu được anh. Đó là khó. Về đọc rồi coi nhớ lại nha. Suy nghĩ ngẫm lại. Rồi giờ tới cái niết bàn. Niết bàn là cái chỗ chết nữa. Tu giả A Nan bạch, nếu một tỳ kheo tư duy tu tập như sau, trước đã không có thì nay không là của ta, về sau cũng sẽ không có và không là của ta. Hãy đoạn từ những gì hiện có và đã có. Như thế vị ấy đã xả thì có chứng cứu cánh niết bàn không? Nghĩa là thấy tất cả những cái là từ địa ngục cho tới cõi tam thiền, và từ tứ thiền là bất động cho tới hư không vô biên bất động, và thức vô biên bất động cho tới vô hữu sự sở xứ là niết bàn, là chân như. Và tới phi thị hiện tướng dường như là cái pháp thân của Như Lai, đều không chấp vào đó hết, không còn dư tàn gì hết. Nghĩa là xả bỏ không dính mắc thì có thể đắc quả hay không? Đây là cái chỗ kẹt của ngoại đạo và của những người tu đó. Những người tu đó. Thành ra Đức Phật thường thường khuyên tới tứ thiền đi ta láng là dễ, còn qua bốn cái này là nó nhất là phi phi tưởng, đó là cái cõi căn nhất. Thì Đức Thế Phật trả lời: nhờ thế gì ấy được xả thì có chứng cứu cánh niết bàn không? Nếu xả bỏ hết không dính mắc cái gì thì cứu cánh hay không? Thì Phật đáp: có người chứng, có người không chứng. Thì Phật nói tùy theo. Có người xả hết nhưng mà chứng đắc A-la-hán, có người xả mà không chứng đắc. Chúng ta nghe ghê gớm. Tại sao xả mà lại chứng đắc thì nó dĩ nhiên là dễ hiểu rồi. Mà tại sao xả lại không chứng đắc? Thì cái mức cuối cùng này cái mức khó khăn nhất. Thì Đức Phật trả lời: Phật đáp: có người chứng, có người không. Không chứng là do